Kinh lại trở thành Vũ Hán thứ hai. Giống như nhiều thành phố khác, Bắc Kinh ban hành lệnh giới hạn đi lại, đóng cửa những khu công cộng, tạo ra cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy ở một thủ đô vốn phồn hoa sầm uất. Trong cảnh, con đường gần như không một bóng người bên ngoài sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Thường ngày vẫn chật kín xe đưa đón. Bắc Kinh không nằm dưới lệnh phong tỏa chính thức cũng như ở Vũ Hán và nhiều thành phố tỉnh Hồ Bắc. Nhưng chính quyền đã hạn chế mọi sinh hoạt công cộng. Thủ đô của Trung Quốc cũng như nhiều thành phố khác gần như bị đóng cửa và cuộc sống bị đình trệ. Cửa tiệm, rạp phim, bảo tàng, đền chùa, tiệm làm tóc, quán karaoke, nhà hàng đều đã bị đóng cửa. Tử Cấm Thành và một đoạn thường đông khách du lịch của Vạn Lý Trường Thành đã bị đóng cửa từ trước Tết. Thông báo từ chính quyền được dán lên tường chung cư và cửa tiệm, yêu cầu mọi người đề phòng, tránh những nơi đông người. Đa số các sự kiện lễ hội dịp Tết cũng đã bị hủy. Nhiều cửa hàng, siêu thị yêu cầu đo thân nhiệt bất cứ ai muốn vào hoặc dán biển cấm người không đeo khẩu trang. Bản thân sự nghi ngờ cũng lây lan như một thứ virus. Ở đó, đừng tới chúng tôi. Một người đàn ông đang chơi cầu lông với con gái ở công viên nói với phóng viên tờ The New York Times, một khu phố tự lập trạm gác, sẵn sàng cấm những ai trở về từ vùng dịch sau kỳ nghỉ Tết. Chẳng hạn như ở khu chung cư Sifu Hilton ở phía đông Bắc Kinh, một tấm biển cảnh báo bất cứ ai trở về từ Hồ Bắc sẽ được đưa tới khách sạn cách ly 14 ngày. Giữa các tin đồn ngày càng nhiều trạm gác được lập ra, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Chen Bei ngày 1 tháng 2 lên tiếng, nói chính quyền sẽ không chấp nhận hiện tượng này. Mặt khác, các thông báo của chính quyền khuyến khích người dân từng đến Hồ Bắc hoặc có từng tiếp xúc với người Hồ Bắc hãy báo với chính quyền khu vực. Các nhân viên trên tàu đeo khẩu trang đi xuống ga tàu Bắc Kinh. Cư dân Bắc Kinh đến từ tỉnh Hồ Bắc cũng bị hỏi nhiều lần là đã đi những đâu gần đây hay có thăm người thân nào hay không, quê quán được ghi trên căn cước. Bắc Kinh có ít nhất là 212 ca nhiễm virus corona và đã có một ca tử vong. Theo quan sát của tờ The New York Times, đa phần người dân Bắc Kinh tuân thủ đề nghị giới chức và tự giác ở nhà. Phương tiện công cộng vẫn chạy nhưng gần như không có khách. Đường xá vốn thường ách tắc, nay rộng thênh thang. Hoan hô tất cả nhân viên y tế và tình nguyện viên là một biểu ngữ tại sân bay Bắc Kinh viết. Kỳ nghỉ lễ được kéo dài, các công sở cho nhân viên đi làm từ xa, các nhà hàng, nhà bán lẻ cũng không thể mở cửa vì nhân viên đã về quê và khó quay lại. Vào ngày 3 tháng 2, thành phố sống lại đôi chút khi một số văn phòng chính phủ quay lại làm việc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phải tổ chức họp báo trực tuyến, nhận câu hỏi qua WeChat. Vào ngày 2 tháng 2, người dân Bắc Kinh tận dụng đợt tuyết đầu năm trong dịp Tết Canh Tý để vạch chữ Vũ Hán cố lên, Trung Quốc cố lên trên tuyết. Dịch bệnh khiến các tài xế giao hàng là xương sống của ngành hàng thương mại điện tử đang bùng nổ ở Trung Quốc, mất đi đáng kể khách. Một người tài xế cho biết mất tới 90% lượng hàng. Các công ty giao hàng quảng bá dịch vụ giao đồ ăn không chạm, một số khác còn gửi khách bản chứng nhận thân nhiệt của người đưa hàng. Vào những năm trước, Tết Nguyên Đán cũng làm thành phố vắng đi, nhưng công viên, bảo tàng, trung tâm thương mại và nơi công cộng vẫn đông người lui tới để vui chơi giải trí. Nhưng giờ đây, ngay cả những nơi đó cũng vắng bóng người. Ở một công viên gần quảng trường Thiên An Môn, không còn các nhóm tới hát, hay là tới đá cầu, hay là các cụ già tập thể dục. Chỉ còn tiếng loa nhắc lại các thông báo, tránh tụ tập, rửa tay thường xuyên, không khạc nhổ, đeo khẩu trang. Trong vòng một ngày từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 2, đã có thêm 65 người chết vì virus corona. Tổng cộng đang có 24.534 ca nhiễm bệnh. Trong đó, riêng số người chết vì virus corona ở Hồ Bắc đã lên tới 479 người, với 65 ca tử vong mới được ghi nhận trong đêm bởi giới chức Ủy ban Y tế của tỉnh. Trung Quốc lại trải qua một ngày với số người tử vong vì virus corona tăng cao kỷ lục. Theo số liệu công bố mới nhất vào ngày 5 tháng 2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tổng cộng đang có 24.324 ca nhiễm bệnh và 490 người tử vong đã được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục. Hồ Bắc là tâm điểm của dịch virus corona, ghi nhận thêm 3.156 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn tỉnh lên thành 16.678 ca. Trên toàn thế giới đang có 24.534 ca nhiễm, 492 người đã tử vong, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là Hồng Kông và Philippines. Đáng chú ý, 757 ca được chữa khỏi bệnh cũng được ghi nhận trên toàn cầu. Vũ Hán, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc, được cho là nơi virus lần đầu lây sang người, đã ghi nhận 49 ca tử vong mới trong ngày 4 tháng 2, tăng so với 48 ca ngày trước đó. Tổng cộng có 362 người tại Vũ Hán thiệt mạng vì virus. Số ca nhiễm tại thành phố cũng tăng thêm 1.967 ca trong ngày 4 tháng 2, so với 1.242 ca ngày trước đó. Tuy nhiên, hôm ngày 4 tháng 2, một quan chức y tế hàng đầu của Trung Quốc dự đoán các biện pháp chăm sóc sức khỏe gần đây sẽ làm giúp giảm tỷ lệ tử vong tại Hồ Bắc, đặc biệt là tại Vũ Hán. Trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được vào ngày 5 tháng 2 về tình hình dịch bệnh virus corona. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm thông tin về tình hình dịch bệnh này trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!